Bản tin thời tiết 12 giờ ngày 31 tháng 3 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Con Tum, tính đến ngày 29 tháng 3, trên địa bàn tỉnh có gần 2.000 hecta thiếu nước tưới, trong đó diện tích cây trồng mất trắng khoảng 675 hecta bị giảm năng suất khoảng 1.235 hecta, ước tính thiệt hại khoảng 80 tỷ đồng. Hiện tại tình hình khô hạn tại tỉnh Kon Tum nói riêng cũng như là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nói chung vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Khi 3 ngày tới trời không mưa, có nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều dao động từ 32 cho đến 35 độ ở Tây Nguyên và từ 33 cho đến 36 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Trước tình trạng khô hạn còn diễn biến phức tạp, người dân tại hai khu vực này cần tiếp tục áp dụng các biện pháp sử dụng nước một cách tiết kiệm và hợp lý. Trở ra phía Bắc, do không khí lạnh di chuyển ra phía đông và biến tính, tạo đới gió đông nam mang nhiều hơi ẩm từ biển thổi vào đất liền, nên những ngày tới tại các tỉnh phía đông bắc bộ, vào buổi sáng trời xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, làm đường xá trơn trượt. Vì vậy các phương tiện khi tham gia lao thông cần hết sức lưu ý để đảm bảo an toàn. Cùng với mưa nhiệt độ vào thời điểm này chỉ từ 18 cho đến 20 độ. Đến trưa chiều, mưa giảm nhưng trời vẫn nhiều mây nên mức nhiệt cao nhất ngày cũng chỉ tăng nhẹ lên ngưỡng từ 22 đến 25 độ. Còn tại khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc trong 2 ngày sắp tới có khả năng sẽ xuất hiện mưa rào và rông vào thời điểm đêm và sáng. Nguyên nhân là do tác động của rãnh gió Tây trên cao đang di chuyển từ phía Tây sang. Đến trưa chiều, mưa giảm nhanh, trời hừng sáng, khô giáo với mức nhiệt cao nhất ngày, giao động từ 24 cho đến 27 độ, có nơi còn cao hơn. Tại miền Trung, hai ngày tới, không khí lạnh suy yếu nên đới gió đông nam dầu ẩm chỉ tác động đến khu vực Bắc Trung Bộ vào thời điểm đêm và sáng. Các khu vực còn lại trời phổ biến nhiều mây, ít mưa. Còn vào ban ngày, mây giảm nhanh, nắng xuất hiện nâng mức nhiệt. Cao nhất ngày tăng lên ngưỡng từ 25 cho đến 28 độ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và từ 28 đến 30 độ ở khu vực Trung Trung Bộ và chạm ngưỡng 33 độ ở các tỉnh Nam Trung Bộ. Đến khoảng ngày mùng 3, Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng sẽ xuất hiện mưa nhỏ rải rác. Riêng hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, trời vẫn phổ biến nắng nhiều. Nhiệt độ cao nên tình trạng khô hạn tiếp tục diễn ra khốc liệt và chưa có dấu hiệu được cải thiện ở hai tỉnh này. Và sau đây là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Mời quý vị theo dõi. Tại phía Tây Bắc Bộ, hai ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Nhiệt độ cao nhất ngày mai giao động từ 25 cho đến 28 độ. Riêng khu vực Tây Bắc, nhiệt độ có thể đạt ngưỡng 32 độ. Đến ngày mùng 2 tháng 4, nhiệt độ giảm nhẹ xuống ngưỡng còn 24 cho đến 27 độ. Và từ ngày mùng 3, mưa giảm xuống diện vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi còn cao hơn. Tại phía đông bắc bộ, ngày mùng 1 và ngày mùng 2 nhiều mây, vùng núi có mưa rào, vùng đồng bằng đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn dài rác. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 22 cho đến 25 độ. Sang ngày mùng 3 nhiều mây có mưa nhỏ dài rác, tập trung tại các tỉnh vùng núi, nhiệt độ cao nhất ngày tăng nhẹ lên ngưỡng từ 23 cho đến 26 độ. Trở xuống khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, hai ngày tới phía bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn dài rác. Ở phía nam mây thay đổi có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều, giao động từ 25 cho đến 30 độ. Đến ngày mùng 3, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ tăng thêm khoảng 1 độ. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, 3 ngày tới mây thay đổi, phổ biến không mưa ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ngày ổn định ở ngưỡng từ 30 cho đến 33 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, thời tiết những ngày tới tiếp tục duy trì trạng thái mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, với mức nhiệt cao nhất ngày vào khoảng 32 cho đến 35 độ. Tại khu vực Nam Bộ, từ ngày mùng 1 cho đến ngày mùng 3 tháng 4, trời vẫn không mưa ngày nắng nhiều, cùng mức nhiệt cao nhất từ 33 cho đến 36 độ. Và tại thủ đô Hà Nội, Hai ngày tới, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 22 cho đến 25 độ. Sang ngày mùng 3, nhiều mây, nhiệt độ cao nhất ngày tăng nhẹ lên ngưỡng từ 23 cho đến 26 độ. Trên biển, ba ngày tới, khu vực quần đảo Hoàng Sa, trời phổ biến tạnh giáo không mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Gió hoạt động yếu dưới mức cấp 5, sóng lặng biển êm, thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân. Còn tại khu vực quần đảo Trường Sa, những ngày tới trời cũng duy trì nắng giáo, tầm nhìn xa thông thoáng, gió hoạt động yếu nên thuận lợi cho mọi hoạt động hàng hải. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!